thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Con không thích bài tập về nhà, nếu không làm thì bị nhắc nhở. Con thích xem phim là hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Chú học thêm được xem toàn là về bài toàn khó. Ở nhà được chơi đuổi bắt, ăn nữa con không để mẹ nhắc. Ở nhà không bị đường tắc, không còn thời tiết nào bị đắt. Mẹ ơi con thích học thêm, đã bao nhiêu chỉ thấy mất thêm. Không thích đứng trên mặt bọc lên, 6 giờ học vẫn đi đọc thêm. Mẹ ơi, sẽ tự hào.